Bịch quý vị. Nãy cho sách nhiều lắm, nãy cho phim nhiều lắm quý vị. Không phải, anh em ta mệt mình phải hô hào tinh thần, cho anh em ta lên tinh thần ta kiên phụ chứ. Bây giờ mấy ông nội này nói mệt quá nghỉ một cái thôi nha, là tụi em ăn cho hết, em cũng kiên luôn. Không đi chữa nha, gắn lì lì vài bữa nữa, tháo ngón chân hết mang dép kẹp. Vài bữa nữa tháo ra cái tự nhiên còn thành phương chín ngón. Đâu có mang dép kẹp được đâu, dép phải có cái ngón cái để kẹp vậy nè. Đó bây giờ đâu có, vài bữa mang về búp bê giống chị. Đó bây giờ nó sưng tấy thấy ghê không? Đó chờ xong rồi cho đi từ từ rồi. Hồi nãy cho ra cho nhiệt huyết cho vô, cho hốt cho vô hốt. Giờ cho đi chậm thì chậm. Em phá nhất lần cho nội này nè, nè cho đi hết nổi nè. Nè có đi nè, có tướng nè. Em cảm ơn anh chị nhiều và các mạnh thường quân nhiều nhiều nha. Yêu rồi. Tất cả mọi người. Ok, cảm ơn chúc em. Mọi người nhiều sức khỏe. Rồi, yeah. Cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ato Vlog. Trước tiên xin cảm ơn tất cả những ai đã bấm vào chiếc video này để xem. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hiện tại ngồi kế bên tôi đây đó chính là anh Mã nha mọi người. Yeah. Hello, chào mọi người. Dạ, yeah. Hello anh Mã. Thì anh Mã ơi, ngày hôm nay em đi tới trễ. Nay có một chuyện ở nhà cho nên hôm nay tới trễ. Không quay được cảnh mà mấy anh em lên đồ. Thì anh Mã có thể cho em biết là hôm nay mình đi đâu không anh? Hôm nay là mình đi quận 12. Dạ. Rồi cái cụ thể đó đâu anh biết không? Đó là đường Trần Thị Kiểu, quận 12. Còn cái địa chỉ bao nhiêu phải gọi điện thoại ra mới biết được. Ok, vậy thì lát nữa tới nơi tôi sẽ quay rõ cụ thể địa chỉ cho mọi người xem nha. Hôm nay mình vẫn đi 1.000 phần quà anh? Đúng rồi, 1.000 phần quà. Nó bao gồm có thêm mì không anh? Không, bữa nay là ở đây là mình chỉ đi gạo, nước mắm, bột nêm, dầu ăn, 1 tấn rau cho rau củ cho mọi người, dừa trái cho bà con mình uống. À thì cái 1 tấn rau này hình như là của công ty Lê Kim Dung của cô Hồng phải không ạ? Đúng rồi. Dạ là của cô Hồng Lê Kim Dung. Thì ngày hôm nay tụi con cũng đã đi 1 tấn rau xuống quận 12 nha cô nha. Với lại dừa này là hình như là hôm qua là một thiên dừa ở cái anh gì ở dưới Mỹ Lộc phải không ta? Đúng rồi. Dạ đó. Không, 1 thiên rưỡi dừa mới đúng, nhiều lắm, nhiều dừa lắm. Dạ quá trời luôn, anh đi một chiếc xe tải lớn luôn mà. Rồi thì ngày hôm nay là tụi em cũng bàn giao số rau với lại số dừa cho ở dưới điểm quận 12 nha. Mọi người có theo dõi video của em thì mọi người sẽ nhìn thấy. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khi nào tới nơi em quay tiếp nha mọi người ơi, mọi người giữ kênh để coi nha. Ok, chào mọi người. Đây như mọi người đã thấy ha, đây là đường Điện Biên Phủ. Mình vừa mới qua ngã tư Điện Biên Phủ Nam Kỳ Khởi Nghĩa mọi người. Đường vắng que luôn mọi người thấy không? Đó. Xe này thì đang chở anh Phương với lại chị Hương nha mọi người. Hai anh chị đang rất là bận, rất là nhiều cuộc điện thoại gọi cho tới cho chị Hương. Đây trước mặt mọi người là đường ngã tư Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng. Đây hàng rào kẽm gai. Đó, anh Mã nói là hàng rào quen thuộc trong mùa dịch. Đi một đoạn nữa là chúng ta sẽ tới một cái chợ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đó là một cái chợ mà có cái món đặc sản ở đó, là cái món xôi gà. Chợ Tân Định. Đây, đây cũng là một cái kiến trúc nè. Nhà thờ màu hồng. Đó, quá đẹp luôn ha. Đây, chợ Tân Định hôm nay lóc luôn nha mọi người. Bây giờ ra ngoài đường không có gì khác, chỉ có 2 thứ. Cái thứ nhất là lương thực, cái thứ hai là y tế hết. Chỉ có 2 cái đó thôi. Đây mọi người thấy không, đây là một cái ngã ba, một ngã tư rất là quen thuộc. Hai Bà Trưng và Trần Quang Khải. Thì cái đường Trần Quang Khải, đầu đường Trần Quang Khải hôm nay nó cũng chốt chặn giao thông nè mọi người. Đó, chốt chặn giao thông hết. Rồi, chúng ta đang chuẩn bị đi lên một cây cầu rất là quen thuộc của người dân Sài Gòn. Đó là cầu Kiệu nha mọi người. Cái cầu này ngày xưa thì tôi cũng hay đi cái đường này lắm. Đường vắng que luôn ha mọi người. Bây giờ mà hình như là 11 giờ, 11 giờ trưa mà đường vắng hoe hết. Đường vắng quá, buồn quá, không biết khi nào mới trở lại cuộc sống bình thường nhộn nhịp nữa. Thôi kệ, cố lên mọi người ơi. Vui lên, mình cứ lạc quan yêu đời mọi người ơi.
rồi mọi thứ nó cũng sẽ qua thôi. Tất cả mọi thứ sẽ trở về cuộc sống bình thường lại. Những con đường sẽ tấp nập nhộn nhịp. Tại sao mà tôi lại quay cái con đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng này? Tại sao tôi lại quay cái khúc chợ Tân Định? À, bởi vì trước đó chúng ta có một cái tấm hình rất là đẹp ở cái khu chợ Tân Định. Ở trên mạng có một cái tấm hình rất là đẹp luôn. Những cái đường Hai Bà Trưng mà mình cứ nghĩ là ở bên Hồng Kông không mọi người. Dạ, rất là đẹp luôn. Tôi sẽ để cái tấm hình ở đây cho mọi người xem nha. Nó rất là đẹp luôn, nó khác hẳn với lại bây giờ luôn. Đó, rất là buồn luôn. Nhưng mà thôi, cố lên mọi người ơi. Rồi mọi chuyện sẽ qua nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Khi nào tới tôi quay tiếp nha. Hello mọi người, hiện tại cũng đã tới rồi nha. À, hiện tại giờ anh Mã ảnh đang dê cái đít xe vào trong á, để xuống hàng cho nó dễ hơn. Cái hẻm này thì chắc anh Mã anh cũng đã biết cái địa hình ở đây trước rồi, cho nên ảnh rất là tự tin dê vào nha mọi người. Trước mặt cô là con hẻm ở quận 12 nha mọi người ơi. Thì như chị Việt Hương đã chia sẻ thì chị Việt Hương sẽ gửi ở quận 12 đây 1.000 phần quà, số lượng lớn. Rồi ở đây bà con tự phân từng bao nhỏ, mỗi bao là bao gồm một bịch gạo 5kg, nước tương, nước mắm, dầu ăn, có thể có trứng, hạt mì, hoặc sữa. Nếu mà ai bệnh thì có thuốc ho, thuốc sốt, vitamin C, chứ không phải là tổ chức ra phát nha mọi người, cho nên mình sẽ tránh được cái việc mà tập trung đông nha mọi người. Dạ. Anh Phương ảnh cũng đang mặc đồ xanh đi vào đó mọi người thấy không? Đó. Đây, hiện tại xe đang chạy vô nha mọi người. Đây là cái địa hình mình sẽ chất vào đây nha. Đây. Rất là rộng. Rồi, hy vọng là sẽ có nhiều người để phụ giúp khiêng xuống nha mọi người. Rồi, xe phía trước chở chị Việt Hương và chở rau củ cũng đang dê đít xe vào nha mọi người. Đây, gạo và sữa. Gạo và sữa nha. Thì anh Phương đang sắp xếp mọi người. Cứ mỗi một điểm tới là anh Phương sẽ sắp xếp mọi người và hướng dẫn mọi người cách xuống quà như thế nào. Đây, bán này lớn tuổi nhưng mà vẫn phụ giúp mọi người. Đây, mặc áo chiến dịch mùa hè xanh luôn. Đó. Đây, bác này lớn tuổi cũng phụ luôn nè. Đó. Đây, bà con lấy xóm cũng ra phụ nè. Đó. Chị Việt Hương cũng tới rồi. Chị Việt Hương cũng tới rồi. Đó. Đó. Dạ, không có tụ tập. Dạ, không có tụ tập ạ. Tại vì nếu mà tụ tập á là công an xuống. Của chị Việt Hương rất là nhiều, đã giang tay cứu bà con trong mùa khó khăn, em rất là cảm động. Đây là 5 tấn gạo xe của bên A Mã nha mọi người. Đó. Đây một bao như này là 50kg. Đó, có các anh này ảnh vác vào. Giúp đỡ Việt Hương để đem tới quận 12 và chia ra từng phần, rồi phải ngồi chia nữa. Má ơi, em đổi đi em, đổi người lên đó đi cưng. Đổi đi Mã. Chiều em còn đi 5.000 cái bánh trung thu cho bệnh viện đó em. Dạ, lính của em là nó sụi bại đuổi. Nó đau lưng á quý vị, nó đau lưng á. Tội nghiệp lắm, lính em là rất là tội. Xin các bạn không tập trung mà. Không có việc gì không được tập trung nha. Tập trung vậy tội nghiệp em lắm á, công an xuống tới giờ á. Đây là gia đình giúp em để bỏ vô bọc. Và chạy xe, họ chạy xe đi gửi. Đây là số gạo 5 tấn ha. 5 tấn gạo. Dạ đây, Việt Hương đang đứng đây để xuống số gạo. Đâu đang coi. Cái ông áo xám này nè, ổng thở rồi, là ổng mệt đó. Mới có chưa được 3-5 tấn đâu quý vị. Cái này mới xuống được chừng 2 tấn à. Mới 2 tấn à, nó thở. Đừng có thở, thở, ta biết mình mệt. Ở đây ta xuống cả 100 tấn rồi không sao. Ở đây mới có 5 tấn thở đâu có được. Nín thở lại nữa nè, thở nhẹ thôi cho ta biết mình không có mệt nè. Mà em phái nhất là cha. Cha này cái đi hết nổi quý vị ơi. Em phái nhất là cha nội này nè, nè cái đi hết nổi nè. Nè cái đi nè, coi tướng nè. Nè đó, đó, đó. Thấy cưng dữ không? Đi đâu có nổi nữa. Đó. Bây giờ mới thấy thương tụi em đúng không? Và tất cả những lính bên em á, là tài xế của em hay là ca sĩ bên em mà vác cái này á, là vác chuyên nghiệp rồi.
bây giờ tụi nó sụm cái xương sống rồi. Chồng em hôm nay cái giò sưng hút rồi quý vị ơi, cái giò sưng dữ lắm đó, có bưng mũ rồi em nói nha, không đi chữa nha, gắn lì lì vài bữa nữa tháo ngón chân hết mang dép kẹp. Hoại tử đó, sưng phải không chị? Sưng đỏ chét lên luôn rồi mà lì, vẫn đi cà thọt mà vẫn đi. Vài bữa nữa tháo ra cái tự nhiên còn thành phương chín ngón, đâu có mang dép kẹp được đâu. Dép phải có cái ngón cái để kẹp vậy nè. Đó bây giờ đâu có, vài bữa mang về búp bê giống chị. Đó bây giờ nó sưng tấy thấy ghê không? Đó sưng thấy ghê không? Đó, hết mang dép kẹp luôn. Vậy mà vẫn đi, vẫn lết đi. Nhiều chuyện người ta kéo nhà. Đúng rồi, tháo ra anh ơi, hết mang dép kẹp luôn. Đây là mấy anh trong gia đình phụ hộ Việt Phương. Kêu vô thì mà con không chịu vô bây giờ à. Em cũng cảm động quá với tấm lòng vợ chồng của nghệ sĩ Việt Hương. Bây giờ bà con á, thương chị Việt Hương với ông xã của chị Việt Hương thì vô nhà đi rồi từ từ à, mọi người đều có quà nha. Được không ạ? Dạ, được, rồi. Rồi, em xin tên cảm ơn ạ. À. Ông cái xe, cái em xe này những người trên xe là gia đình phụ tụi em đó. Cho nên là các anh này là nhiệt huyết lắm để mà khiên xuống giùm cho tụi em đâu. Đâu làm nổi nữa. Đó cho nên bà con cứ từ từ còn phải chia ra bịch nha. Cái chị còn phải chia ra bịch nè. Rồi bỏ các thứ vô và đặc biệt là rau phải đi trước. Cho nên là rất là tội nghiệp người nào mà hỗ trợ Hương như thế này. Và cho Hương mượn sân sảnh nè. Rồi bỏ cái sức công ra nữa là tụi em phải ngồi vô bọc nó cực dữ lắm. Làm đi rồi biết. Chị làm á, chị vô á là ngày 1000 phần á là tối là các em mà đi chuyển á là qua ngày mai là đuối liền, đi không nổi nữa. Dạ. Cho nên là bây giờ chuyển xuống từng nơi như vậy nè, là Mạnh Thường Quân giúp giùm mình là vô bọc nha. Đó. Ê, cái nào mà rớt xuống nước để riêng coi chừng bị móc tội nghiệp. Dạ để riêng. Dạ dạ. Cái này ướt một cái là móc quý vị ơi. Gạo em đi tới đâu em cũng sợ, mì gói em không sợ nha. Tại vì mì gói á thì nó có cái bao ni lông, còn gạo mà rớt ra vậy nè là các anh cũng khiêng lỡ tay rớt thôi thì là sợ mưa ướt vô nó móc. Đó, gạo móc là không được. Mì nó có cái thùng. Dạ có cái thùng quý vị, mình có cái thùng ở ngoài rồi có cái gói nó đỡ lắm. Ngày mai tụi em mới đi Tân Phú nha. Tân Phú chờ em đi. Chờ em ngày mai. Cha nội thì cha đi có duyên quý vị ơi. Cha sụm bãi đuổi em, cha phái lắm nè. Đây nè, sụm bãi đuổi đâu có nổi. Cái mặt thấy cưng lắm, hồi nãy hồ hởi. Hồi nãy mới tới hồ hởi, cho giờ chát nè, giác nè. Quý vị coi cha áo xám nha. Coi cha áo xám cho đi nè. Đó, chả mệt rồi, mồ hôi chả ướt cái lưng nè. Đó, thấy thương lắm nè. Hồi nãy cha hồ hởi lắm, giờ đầu cha quải rồi. Em phái nhất là quý vị biết không, hồi nãy lúc em vừa đậu xe tới cũng mấy thằng chả, mấy chả đây để tôi rồi giờ lết rồi mệt rồi đi đâu có nổi, tự nhiên tấp vô mấy tấn luôn quý vị. Dạ đây là điểm cho chị Bích á, là chị tập kết xuống đây, chị để xuống đây xong rồi bắt đầu mấy anh em này bu vô bọc giùm, bắt đầu để lên xe có giấy tờ đàng hoàng mới chạy tới bà con, cho nên là đâu có đưa phát trực tiếp ở đây ạ. Đó em phái, tại vì hồi nãy mấy ông anh này nè, em vô là em phải mang ơn cảm ơn các anh giúp đỡ Việt Hương nha. Mấy ông nhiệt quyết nhảy vô con dồi, bây giờ đi đâu có nổi, lết cả bệnh bà ổng nè, còn có hai bịch rồi quý vị, còn hai bịch rồi quý vị. Nãy cho sách nhiều lắm, nãy cho khuyên nhiều lắm quý vị. Ê đừng giận tôi cho cha, có giận bỏ về không? Hồi nãy cha thấy quý vị biết không, cha tranh cuồng nhiệt lắm. Bây giờ cha khiên nấu nổi, cha khiên có hai bọc à. Cha khiên có hai tay, hai bọc, cha đi cà lết bắt cường muốn xỉu. Bọc này 10 kg cái đó. Bọc 10 kg, hai bọc đi từ từ. Nè mấy nhỏ vô nhà tập trung nè, lát rồi bị la. Ờ, bây giờ có gót kiên luôn, đó, kiên luôn. Thấy về chưa? Chắc được mấy bọc à. Chả xuống bọc 5 kg quý vị, chả xuống bọc 5 kg quý vị ơi. Chả từ từ, hiểu không? Từ từ, chả tuột xuống dần. Cái giờ cuối là quý vị thấy chả còn ôm có 1 bọc mà. Dạ. Không phải, anh em ta mệt, mình phải hô hào tinh thần. Cho anh em ta lên tinh thần, ta kiên phụ chứ. Bây giờ mấy ông nội này nói mệt quá, nghỉ một cái thôi nha, là tụi em ăn cho hết, là em cũng kiêng luôn. Bắt đầu quý vị coi cha áo xám, cha áo xám. Cha áo xám giờ cho đuối lắm rồi, cho đi. Đó, cha áo xám ra đây, cho đi từ từ rồi. Ừ, hồi nãy cho ra cho nhiệt huyết, cho vô, cho hốt, cho vô hốt. Giờ cho đi chậm thì chậm. Ờ, à, xong cho vô, cho ra chậm thì chậm, thấy thương lắm. Chút chắc chắc có một bịch rồi. Ba biết mệt liền. Bây giờ phải giấu. Chả giả bộ chứ. Quý vị biết không? Hồi nãy chả đứng ở đây nè. Chả đứng ở đây nè. Hiểu không? Chả khiên này vô đây nó lẹ quá. Bây giờ ông giả bộ cái đi xa xa. Ông đi bọc ra kiếm đi xa xa, hiểu không? Đi xa xa. Đó, ông đi xa xa là đi xa xa. Giờ còn 4 bọc rồi, 4 bọc. Rồi bây giờ xe này chắc lùi đít luôn á mà ha. Lùi đít cho rau. Bây giờ đây là người mọi người phụ giúp á.
là bắt đầu cái chị Bích này nè, một chút nữa bắt đầu chị xả vô, bắt đầu chị vô bọc từng cái nữa, công chuyện dữ lắm. Bỏ nó gạo chị Hương ơi. Hết gạo. Đừng có ý nghĩ là nghỉ nghe không? Bước xuống liền, bắt đầu mình chuyển qua rau. Nó định nghỉ quá vậy? Nó định nghỉ đâu có được, em dịnh nó lại liền. Đó, đúng y chơn đó cho tôi. Tôi lùi xe xuống là cho rau xuống nè, nước mắm xuống nè. Rau củ nha, rau củ cực lắm nha. Đó, cái này mình đi tới mình cũng phải cảm ơn các em nữa. Đó nữa, nó đừng có thở, thở tao biết mệt rồi cha. Đó, mệt, đóng cất luôn đi. Rồi, bây giờ xe rau và nước mắm. Em là ở hẻm 395, dạ, phường Tân Thế Hiệp, quận 12 ạ. Dạ, em đại diện cho quận 12, phường Tân Thế Hiệp của mình. Cảm ơn anh chị nghệ sĩ Việt Hương và các mạnh thường quân. Dạ, em mình, cảm ơn ạ. Bọn mình sẽ gửi ra một số những cái danh sách mà bọn mình đã nhận được thì để nhờ các chị chuyển đi dùm. Tất nhiên là cái số danh sách đó rồi là cộng với cả những cái danh sách mà bên mình đã có được ấy, thì mình sẽ đi theo cái khả năng của mình. Dạ. Thì mình sẽ phải nhờ các chị. Dạ. Rồi. Vâng, em đã nhận được rồi. Hôm qua là Lâm nó có gửi cho em những cái danh sách mà cho các bạn mà xin ở quận 12. Ừ. Vâng. Rồi mình sẽ còn cập nhật nữa. Vâng. Để cho nếu như mà còn những ai mà còn có cái nhu cầu nữa mà họ cần họ xin ấy, thì mình sẽ cố gắng mình sẽ gửi vào cập nhật nào. Càng vâng. Càng nhiều càng tốt mà mình đi được cái số quà này tới tay bà con. Vâng, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều và các mạnh thường quân nhiều nha. Yêu tất cả mọi người. Ok, cảm ơn. Chúc em. Mọi người nhiều sức khỏe. Rồi, dạ. Cảm ơn. Em cảm ơn. Chúc mình cũng vậy luôn. Vâng. Đây là xe gạo cũng vừa mới xuống 5 tấn rồi nha mọi người. Và tiếp tục đây là xe rau, mì gói, nước chấm cá cơm nha. Đây là phải là không phải là mì gói mà là nước chấm nha mọi người. Trong kia là khoai lang, rau củ. Lý do là vậy nè, các chị lớn tuổi thông cảm, coi ngồi quên cầm rồi. Đó, mọi người đang khiên đồ xuống nha. Cái này truyền đó, truyền dây truyền này. Dữ lắm, chanh với loại khoai lang người ta ít có hương. Cái nguyên liệu đó nó không có trái, nó ít có hương. Rồi đây là tôi em xuống nước mắm nè, đây. Nước mắm đây. Hết luôn. Dừa nha, có dừa cho bà con nữa. Dạ đây, cái này tại vì dừa nó rất là nặng, bà người ta cho em 1,5 tấn, em chia ra liền. Dạ đây, khoai bên này. Khoai bọc đó là 25kg, rất nặng, đó. Chanh, hai người đi, để đau lưng nha. Dạ chanh nặng lắm quý vị ơi. Chanh với khoai lang với chanh là nặng nhất. Đổ bỏ khoai lang vô rồi. Đúng rồi, cột lại. Rồi cái này á, nếu mà người nào mà bị F0 hay là cái gì đó là mình có thêm một chai xăm dầu và hai dĩa thuốc sốt nha mọi người. Rồi bỏ thêm mà ở đây mình có khoai lang và có chanh thì mình bỏ vô. Rồi chanh với khoai lang mình đi vòng vòng cho chanh với khoai lang là phải đi trước. Nha mọi người. Rồi. Dạ khoai lang là mình xả ra một cái nha, thôi rồi má ơi luôn. Đây là dừa. Đây là dừa bên tre. Dạ, dừa ở dưới đó. Bến tre, dòng chôm, người ta tặng 1,5 tấn. Dạ, có dòng chôm bến tre. Để tôi vận chuyển cho bà con luôn. Anh ở Mỹ Lòng ơi, anh cho em dừa, anh thấy dừa là tới đây luôn nè. Bà con có luôn. Trời ơi, cảm ơn Cầm Hương. Dạ, ở Mỹ Lòng bến tre. Cho em gì là em chuyển đi liền ngay lập tức luôn, tại em sợ hư. Không có cái gì mà bằng trái cây với lại rau củ. Ừ, lẹ lắm. Người ta chở lên cho Hương. Nhà Hương phải chuyển đi. Liên. Trời ơi, dừa này bây giờ có nha, mấy bà chị ba phái uống mát dữ lắm mấy bà chị. Dạ đây, quý vị nhìn thấy nè, là các anh em. Việt Hương xin chân thành cảm ơn các anh đã phụ Việt Hương nha. Các anh chị em chú, đó đang giúp Việt Hương xuống dừa. Và đây, chính xác nha, quận 12, những ai xe này xuống. Đang xuống. Và trái cây đây, khoai đây, chanh đây, nhìn thấy rõ em. Dạ cái này là tại vì ở dưới là có nước mắm ở trên nè. Rồi đây là khoai nha, từ đầu vô trong là quý vị thấy khoai nè. Ha, dừa nè, của bánh tre cho nè, nước mắm nè, sữa nè, gạo thì vô trong rồi nãy thấy rồi. Đó, khoai lang nè. Rồi, để cô xin chân thành cảm ơn chị Bích nha. Bích ơi, chị Gia, chị Việt Hương Gia nhiệm vụ lại cho em ở quận 12. Chị cũng xin nhắc
lại là tùy duyên hỗ trợ. Là chị sẽ đưa một số hình ảnh, chị chụp màn hình chị gửi cho em chạy được em chạy. Và bản thân em á thì em cũng gửi tặng cho bà con quận 12, nhưng mà có thể là không bao giờ mình đầy đủ đâu. Cho nên có cái duyên của mọi người tùy duyên mà mình sắp xếp nha em. Coi như giao cho em gánh nha. Và tất cả các mọi người này là bắt đầu họ phải vô mặt phụ mình nữa. Cho nên các anh em sẽ rất là cực nha, hỗ trợ Việt Hương. F0 làm ơn cho giúp giùm chị thuốc sốt nha em, thuốc sốt từ bên Úc gửi đó. Dạ, thuốc sốt có để sẵn. Dạ, có dầu xong là Việt Hương chỉ 8.000 clip rồi. Chỉ nha. Rồi đây, Việt Hương xin giao lại cho em Bích tại quận 12. Dạ, gạo là chị em cảm ơn anh chị nghệ sĩ Việt Hương và các mạnh thường quân đã trao tặng cho quận 12, phường Tân Thế Hiệp của em. Em cảm ơn và rất là mong anh chị được nhiều sức khỏe và có nhiều sức khỏe để mà làm được những như thế này cho bà con thành phố mình. Rồi, em cảm ơn anh chị. Đây mọi người thấy rõ mà, đây tôi sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây là khoai lang. Đây là khoai lang. Đó, thấy không? Khoai lang. Còn đây là chanh. Chanh của cô Hồng, công ty Lê Kim Dung. Vừa chuyển xuống luôn. Ồ, có hai cái đậu bắp ngon quá à. Đây. Đây chanh luôn nha. Chanh. Nước mắm. Nước mắm để chung với chanh. Tại vì nếu nước mắm phải lấy lẻ thì nó mới đủ số lượng. Rồi. Dừa. Một thiên rưỡi dừa hôm qua thì của anh ở dưới Bến Tre. Đó, một thiên rưỡi dừa thì cũng xe ra cho mọi người. Mỗi người một chỗ một chút. Còn đây là nước chấm nha, nước chấm cá cơm. Đó. Nước mắm. Đây là sữa. Đây là sữa. Đó. Còn ở trong này là gạo nha mọi người. Đây là gạo, cũng vừa mới chất xong rồi. Đó. Thì ở đây có người phụ giúp, có người giúp khiêng vác á, cho nên nó tiện. Đây là gạo. Đó. Cho nên xuống hàng rất là nhanh. Xuống hàng rất là nhanh. Ok, cảm ơn. Dạ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đây là một cái chuyến hành trình đi phát 1.000 phần quà của bếp Phương Việt tới quận 12. Rồi, cái video này cũng rất là dài rồi. Hiện tại bây giờ tôi không còn gì để chia sẻ nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nếu ai thích thú video này, xin hãy cho tôi một like, một share và một đăng ký để giúp tôi có thêm động lực làm thêm nhiều video mới gửi đến tất cả quý vị và các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong vlog sau. Bye bye.